Ecomas xin chào anh chị. Ecomas xin giới thiệu tới anh chị sản phẩm quạt đứng đến từ thương hiệu Villa Green với mang mã sản phẩm QD400X gạch ngang BN. Bây giờ thì em sẽ quay cận cảnh chiếc quạt để cho anh chị cùng xem nhé. Sản phẩm bóc ra đầu tiên chúng ta có thể thấy chính là được xốp bao bọc bởi hai bên thanh rìa để chống sự va đập. Lồng quạt được phủ một lớp túi bóng. Cánh quạt phủ bóng. Sách hướng dẫn lắp đặt, hướng dẫn sử dụng. Cái đấy là chốt của cánh quạt. Tiếp theo sẽ là phần động cơ của quạt, phần chân quạt, chân đế quạt và có thêm điều khiển đi kèm, có remote đi kèm và hai viên pin. Quạt thì sẽ được thiết kế có 3 mức gió, công suất của quạt sẽ là 46W. Được thiết kế màu xanh rêu. Đây sẽ là một chiếc quạt hoàn chỉnh khi vừa mới được lắp xong ạ. Bây giờ em sẽ quay cận cảnh chiếc quạt này cho các bác xem này. Quạt thì sẽ được với điều chỉnh là 3 mức gió. Công suất thì sẽ là 46W. Màu sẽ được thiết kế là màu xanh rêu. Quạt 3 cánh, nhựa Bika. Sải cánh nó sẽ là 40cm. Để đặt mua sản phẩm, các bác anh chị ấn vào nút mua trên web ecomart.vn hoặc liên hệ trực tiếp nhân viên bán hàng qua số điện thoại 0243 965 6067 hoặc 0974 17 8586. Trân trọng cảm ơn.